Ok, hai cả nhà, chào mừng các bạn quay trở lại cái series game về Monster Legend và lại đây Tú Trần cả nhà. Hôm nay thì mình làm video về đi thăm và thăm đảo các thành viên trong team vì một số thành viên yêu cầu nhiều lần rồi. Thì đợt trước cái kênh chính thì mình đã làm đi qua thăm đảo phần hai phần rồi ha, phần 1 và phần 2. Thì bây giờ có một số thành viên mới này thì mình sẽ làm luôn, tiếp tục cái hành trình đi thăm các cái nhà của thành viên. Thì bây giờ mình không nhớ luôn là bạn nào mình đã thăm rồi này, thì thôi cái thăm đại đi. Nếu mà thiếu ai thì các bạn bình luận tên ở dưới nha, cho mình biết để video sau thì mình làm tiếp. Ok, đầu tiên là NTS này, thì nó sẽ qua trước này. Đó, mình nhớ bằng máng một số bạn thôi. Qua nào. Ok, để xem có nước ngọt hay bia gì đây mời không đây. Ok, rồi mình sẽ vô xa một xíu nha. Đó, khá là bừa bộn cả nhà. Đầu tiên là các cái nhà nguyên tố, bạn này sẽ đặt ở cái đảo chính này. Và một số nhà legendary ha. Ok, tập trung chủ yếu là các cái nhà nguyên tố cả nhà. Xmet này, rồi Benda Mario này, rồi có luôn Falcon, Firestar rồi. Đây, về đây xem các cái bạn Mythical thì bạn này có là, bạn này là level 119 rồi cho nên là đây, level cao đó cả nhà. Thì chắc chắn là sẽ có nhiều Mythical ha, nhiều cái vật Mythical. Đảo này, ui, mở cũng rộng ha. Nấm này, một cái quái vật nấm này, Tex Misu này, VIP Uder the Valiant ha. Rồi có thêm The Green D đúng không? Green D hay Man. Đây, quái vật mới luôn này, bây trước mình mới review xong. Sakalaka Bomb, Sakalaka Bomb. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có khá là nhiều quái vật ngon này. Ok. Rồi Five Zipper Fox. Anh em nhà Dobby. Đó, rồi có thêm Duncan Knight. Đó, khá là nhiều ha. Bartot. Bên này bắt đầu ở dưới này chúng ta sẽ thấy rất là nhiều mythical ngon cả nhà. Modetalica này. Đây Ureo đây cả nhà. Ở trên này chúng ta sẽ thấy đó là Shadowy. Ok, được ha, bạn này nhiều Pokemon mythical đấy chứ. Ok, mình xem nữa trong này có hay A không nha. Bạn này vẫn chưa có A cả nhà. Ok, rồi chúng ta sẽ qua một nhà bạn khác này. Good luck, good luck. Ok, cái nhà tiếp theo thì mình sẽ qua một bạn bạn mới nữa nha. Kim Vũ hả ta? Kim Vũ không biết qua chưa ta? Rồi cái đi qua luôn đi. Yeah. Ok, Kim Vũ nào. Đi avatar đẹp không? Avatar hay Stormbringer thì mình nghĩ là bạn này có A này, đó đúng chưa? Đa số mấy ông mà level mới hoặc là level hơi thấp thì nhà sức nó sẽ ưu tiên mở vé rất là hay cả nhà. Đấy, đa số là vậy ha. Còn mấy ông già cội là ít lắm. Ô, có cái vật bà cáo này, bà cáo gì rất là lạ luôn. Chắc là cái mùa trước mình không chơi cho nên là mình không thấy rồi đây. Rắn này các bạn, wow, bên này toàn là quái vật ngon không nha. Nè, Drokubic luôn nè. Đó. Cái Necro cả nhà. Dưới này chúng ta sẽ thấy, wow, còn Mythical VIP luôn, Skycow có luôn rồi nè. Đó, Shock này, Shock cái bà này support cũng như là control khá là mạnh cả nhà. Ui,
toàn hàng ngon không luôn nha. Fumitico dưới này luôn. Ok nè, quái vật trong bounty hình khá là nhiều. T-Rex, ui laser. Thèm quá, con này ngon cái nha. Còn quái vật ngon không nha, có A luôn. Rồi dưới này Ure là cái nhà này, King Adam đây luôn, đầy đủ ha. Ui ở đây trống rất là nhiều chỗ này, thì bạn này chuẩn bị đang xây thêm mythical cái nhà, thì đợt này hình như là chắc cái bạn này dẹp hết luôn, dẹp hết tất cả các epic luôn, chỉ giữ lại một số nhà thôi. Đa số là sẽ thay hết luôn, thì mình nghĩ là trong thời gian sắp tới thì chắc mình cũng phải dẹp hết cái nhà để thay luôn, thay qua mythical đi. Ok, tài khoản bạn này khá là ngon, 10 điểm. Tiếp theo nha, yo thành viên tiếp theo là về là ai đây nè. Tiếp theo đó là Đạt hả ta, sao mà nhiều thành viên mình không, như các bạn mới nhiều lắm các bạn. Đạt có chưa ta, Đạt mình xem chưa ta, cứ qua đi. Trong tập này mình sẽ thể xem qua nhà năm bạn thôi nha, vì làm cái video này dài các bạn xem hơi chán. Rồi Đạt vào trước mắt ta, đó là nhà chính, chúng ta sẽ có rất là nhiều. Bạn này xây rất là nhiều nhà mythical luôn, khá là đẹp, màu vàng. Đó, nhìn là biết giàu ra, level 95 này các bạn. Đó, siêu giàu luôn. Nó mythical này. Đây, các cái team khá là mạnh ngày xưa. Rồi đây, thêm có thêm Kihaku này. Đồn cảnh nãy. Mythical, chúng ta bên này chúng ta có Skyco. Rồi có luôn Lord Atlantic. Varum Babu. Oh, rất là nhiều voi này. Có bằng voi này luôn rồi cái nhà. Đó chưa, nhìn sơ qua là thấy giàu rồi. Ok, chúng ta sẽ vào xem check A luôn nha. Chưa có A cái nhà rồi, giống mình luôn. Bên này chúng ta xem mythical bên này có gì. Đó, mà đa số là các mythical cũ rồi, để bạn ấy sẽ để hết bên này nha. Ok, còn một số mythical cũ cái nhà. Phía này sẽ có là legendary. Bên này mythical cũng là các bạn mid cũ luôn. Mythical bên này chúng ta sẽ thấy hơi mới ha. Tusaka này, rồi một số bạn thuộc Macron. Cũng cũ chứ chưa phải mới lắm. Đây thì người ta chúng ta thấy bên này. Và một số mythical gì đây. Cũng cũ luôn. Ok, đây các bạn hệ cùng mới này. Ok, các quái vật on by Blast Kong à. Rồi bên này chưa có, chúng ta sẽ thấy đó là Super Dream. YouTuber có mẫu ha. Rồi tài khoản này cũng khá là giàu nha. 8 điểm. Tiếp tục mình sẽ xem hai bạn cuối cùng nha, rồi sau đó mình làm tiếp phần 4 cái nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua một bạn tiếp theo nào. Nó là Mr. Tấn với lại Châu Kiệt đi ha. Chắc hai bạn này mình chưa xem các bạn. Khá là nhiều thành viên mới dưới này nè. Mà lộn xộn quá mình không biết luôn. Chúng ta sẽ qua Mr. Tấn đi. Visit, ok. Bạn này level 85 cả nhà. Rồi, đập vào mà chúng ta sẽ thấy là Legendary sẽ để các cái đảo chính này cả nhà. Và vẫn còn các cái bạn R đặt ở đây. Level 85 thì khá là mới. Bên này thì bạn này đặt các mythical bên này. Chúng ta sẽ thấy được là Chavernus này, Top Monster. Và không thấy quái vật nào khác. Bây giờ này chúng ta thấy ok. Spented Rank này, Top Monster. Hai Top Monster rồi ha. Benligo này cũng ngon này cả nhà. Rồi dưới này chúng ta sẽ thấy là Godfield. Đây chúng ta sẽ có bạn này tên gì quên rồi, trời ơi bỏ bỏ một tháng là quên tên liền cái nha. Ok, quái vật mờ dưới này mà bạn này đặt sẽ đặt là nhà thức ăn. Trống nhà nhiều quá ta. Ui
khá là nhiều nhà trống luôn, trống đất luôn này, thấy chưa? Ừ, thấy rồi hả? Như vậy thì bạn này cũng là mới chơi rồi cả nhà, mà cày level lên 85 khá là nhanh ha, chỉ được 198 quái vật thôi. Và mình xem có A chưa, chưa có A cả nhà. Ok, hiện tại thì nick này cũng còn mới các bạn rồi ha, thì cho 6 điểm chúng ta sẽ qua nhà mới nè. Rồi, thành viên cuối cùng nha. Ok, thành viên cuối cùng nào. Chúng ta sẽ tiếp tục, đó là Châu Kiệt. Có chưa ta? Rồi cứ qua đi. Lỡ có gì bạn nào mà mình xem rồi thì các nhà thông cảm nha. Tại vì còn rất là nhiều phần, mình sẽ tiếp tục review đảo các thành viên. Rồi. Ủa, nhà chính đâu ta? À đây, nhà chính đây. hơi lộn xộn một xíu nha. Và đây chúng ta sẽ thấy trên này là các cái nhà hệ nha. Lá này, điện này. Rồi là chúng ta riêng bật đây mà Mythical bật đây luôn. Mythical nó chưa lock hay là chưa có ta. Nhưng bạn này đặt cái nhà Mythical trước thôi, chứ chưa thấy này. Bên này chúng ta sẽ thấy quái vật hiện tại bên này. Baba Yaga nhảy khá là vui. Trên này ok, thấy Mythical trên này rồi. Này bạn này chúng ta sẽ có một YouTuber. Bạn này tên là gì ta? Cái gì... Neton gì đó cái nhà, quên rồi. Ok, một nhà Mythical level 95. Ok, bên này bạn này bật thêm bắt đầu Legendary với lại Mythical bên này nhiều này. Đây chúng ta sẽ thấy là Voltaire với lại High Voltaire. Ok, Light với lại Dark Voltaire. Bên này vẫn chưa thấy Mythical với bật ta. Ta thấy hai Top Monster. Ok, như này vẫn chưa thấy Top Monster luôn. Vẫn là Legendary. Legendary dưới này đúng không nhỉ? Đây, Mythical đây cái nhà. Lock Highman đây. Yakuya. Hứa ha, Super Fox cái nhà. Đôi. Đây này, khu vực chính của bạn này là nằm ở hai bên này nha. Hai bên cánh chứ không phải là nhà chính. Kiểu là sắp xếp hơi vui à. Tại sao lại không sao các cái quái vật chính nằm ở giữa cái nhà. Ok, chúng ta sẽ dùng sát và chúng ta xem nữa nè. Rồi thì Red Turbo Tito mình vẫn chưa thấy thêm Top Monster cái nhà. Không có. Ok, đa số là các Mythical cũng chưa thuộc Top Monster ha, rồi nó hết meta rồi cái nhà, nhưng mà vẫn dùng được. Ok, ở trên này chúng ta sẽ thấy đây Blizzard cái nhà, rồi Nerida. Ok, hai Top Monster khá là ngon. Ở trên này mình vẫn không thấy luôn. Ok, như vậy bạn này thì cũng tầm khoảng là có khoảng 4 đến 5 bạn Top Monster cái nhà. Rồi level 95 nhưng mà hơi ít quái vật so với bạn kia. Và vẫn không có A cái nhà. Ok, kỳ cố lên, cho kỳ cố lên. Kiếm thêm một số quái vật ngon. Mà mình cũng không biết có khi bạn này bỏ trong cái Monster Vault. Đúng không? Rồi cái nhà, như vậy là mình đã làm xong video phần 3 thăm đảo các cái thành viên trong cái team Tú Trần Y của mình. Đó là 5 bạn cái nhà. Thì sắp tới mình sẽ làm tiếp nếu các bạn yêu cầu phần 4 phần 5 nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà các video lần sau. Bye bye. Yes.